giờ tuyệt nhiên là không có cả. Mấy năm nay người có xe không? Còn 2-3 năm rồi. Thầy dùng thuốc gì không anh? Thầy cho anh Hà với. Bỏ được 5 lần 7 lần. Cùng, tự nhiên lại được. Trả tin thì lại được. Nhiều lần bỏ ngạc nhiên chưa? Đây là vào năm là bao nhiêu tuổi? Đây là 3 năm. Bỏ hàng 3 năm nay. Năm 4 tuổi. Anh Hà anh không bỏ thuốc rồi đấy. Năm nay năm 4, chắc 51 tuổi. Các Hà 51 tuổi đấy. Chưa. Hy vọng với năm 51. Thế thì năm nay bỏ, còn em 10 năm nữa mới bỏ. Đến 51 tuổi. Anh em bắt đầu đúng đi một độ. Thì năm một thế là bạn sẽ bắt đầu. Em bỏ bao lần? Lần đầu tiên. Đầu tiên là tập về cái thằng uống con nào phổ thông cơ. Đây chưa là cuối cùng là chị chẳng tin đâu. Tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới.